Theo nhận định của ngành tài nguyên môi trường và số liệu quan trắc môi trường của các ngành chuyên môn, khí hậu ở thành phố Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng đã và đang có những biến đổi rõ rệt, không còn là trên lý thuyết mà là trở thành hiện thực. Biểu hiện của biến đổi khí hậu là thời gian mùa khô kéo dài hơn mùa mưa, nên nhiệt độ của cả hai mùa cũng tăng lên trung bình là 0,1 độ C và có bị có những lúc nên nhiệt độ tại thành phố Đà Lạt còn tăng đột biến, cụ thể là tháng 4 năm 2016 có lúc lên tới 30 độ 6. Trong khi nền nhiệt độ của thành phố Đà Lạt trung bình vào mùa hè là từ 24 đến 25 độ C. Thêm vào đó là hiện nay cường độ của những cơn mưa 50 đến 70 mm xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều hơn, nhưng lượng mưa của mùa khô lại giảm đi đáng kể. Trước đây chiếm 10 đến 15%, nay chỉ còn 5 đến 10% trên địa bàn toàn tỉnh. Lượng mưa của mùa mưa trước đây chiếm 80 đến 85%, nay chiếm đến 95%. Ngoài những hình thái thời tiết trên còn xuất hiện nhiều kiểu thời tiết cực đoan khác như lốc xoáy mưa đá, cũng xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Những biến đổi rõ rệt của thời tiết này đã và đang mang lại nhiều bất lợi cho sản xuất, đời sống sinh hoạt của con người, mà nguyên nhân chính là do ảnh hưởng của sự biến đổi khí hậu chung của toàn cầu, và cũng không thể không kể đến việc diện tích ngày càng bị suy giảm, môi trường sống cũng bị hủy hoại do chính bàn tay con người.